hết pin à? Ôi giời, dùng hết pin cái máy của con đâu? Máy của con. Ôi giời, thôi mỗi đứa một cái vậy thì thôi rồi. Thế này thì hỏng rồi. Ông bà ngồi ơi, cái phải đi con ạ. Con này. Thời đại công nghệ số thế này thì thôi chiêu chúng mày. Mỗi đứa một cái này không biết là học hành ra sao. Đứa thì chip chip, đứa thì trách trách, đứa thì ghim ghim các loại này. Không hiểu này, thế này thì không biết học hành kiểu gì.